Hello, xin chào cả nhà nha. Bữa nay hành trình của mình vô với mấy anh em đi đổ lậu từ thiện. Đây anh Thanh Tùng. Mày ơi. Chào đây ông Hậu Chính. Đây là Hậu Chính à. Con lý trưởng. Hay đổ từ thiện nha. Đổ ở xóm trong quê mình. Ở nhà xem ủng hộ kinh mình nha, để sống trợ mai đâu cho mình được đăng ký chia sẻ nha. Đó, mình cảm ơn nhiều ở đây mình mấy anh em nên lôi lại cầu này mắc nó hóm rồi. Cái nhựa ổ nhựa lên rồi cái này tiếp tục đi băng đây. Rồi Thợ Chính đâu? Đây Thợ Chính cầm bài rồi hả Thợ Chính? Cái này mình đổ hồ máy hả Thợ Chính? Đổ hồ máy kìa. Đổ hồ 2. Hồ 2 hả? Hồ 2. Rồi. Thôi liền. Liền không hả? Mà tính lấy cái giò của thằng cu lia có Thợ Chính hả? Thêm nước. Thằng ở đây chút bạn. Đây. Ăn nhà kèm nha. Đổ ở khúc này. Đang uống bơi ngoài mà. Rồi bữa nay đãi tàn gì đây anh? Cái dù đếm. Bữa nay thương cái dù đếm gì? Thì bữa nay có lẩu nấu lẩu tương bánh đó ba ơi. Vậy hả? Có lẩu tương. Ờ vậy chứ bữa nay ăn tương mà đãi đây dù đếm gì? À đó là ông quản gia ở đây đó. Nói gì chứ này đó cũng từ thiện lắm nha cả nhà. Tùng khi tin này cũng từ thiện lắm. Nhưng mà từ thiện như này với kia rồi tiếp rồi đường lộ cầu đường rồi cả hoặc là cầu này cầu kia rồi ruộng ngăn sông rồi bằng cây là đi tiếp cho cả nhà xem nha. Đây này lăn cạo ra trắng ngoài trắng đường này cho sạch sẽ bà con mình đi ruộng nha cả nhà, qua lại thăm ruộng đồ cũng được. Tuyến đường mình còn khúc này nhà nước làm không có làm được bỏ, còn bù lại thì không phải là nhà nước bỏ mà tại vì trong đây ruộng nhà nước chưa có tới. Rồi anh này nó Tùng làm luôn, nó làm cho sạch sẽ bà con mình đi vô ruộng rồi cào luôn. Đổ mấy phần hả Bảo? 6 phần. 5 phần 6 phần mới được chứ. Đổ về 5 6 phần rồi hả? Rồi đổ về 5 6 phần luôn. Bây giờ này cũng thân hậu. Chung là bữa nay chủ nhật, bữa nay là chủ nhật Thợ Hồ Chính ta nghỉ bằng công trình này nhà cửa này vô đây ta đổ lộ cầu đường. Cho bà con trong ruộng mình đi tới lui ruộng. Tùng đã dầu cái vô đếm kìa.
À. Ông qua đây xịt đường lộ rồi ông ơi. Rồi. Nãy giờ được khúc rồi. À không, nó mặn nó sẽ dơ thì tiễn nó đi. Cái này anh em lại tiếp hơi đông rồi nha. Cũng khá khá rồi. Nói chung mà ai hay thì tiếp. Lộ công cộng ấy quận mà. Ê, ông chủ quán này tài trợ được lộ này nhiêu đây? Cái đi làm số luôn rồi. À. Ê. Đây. Đường ngõ đất của y nữa. Quán ngay bên đây thì có cái quán cà phê với quán nhậu lai gai. Anh em ở trong ruộng đồ thích thì vô đây mát, nhậu mát. Đây. Anh bắp này. Rồi con nhiều rồi, 60 bao rồi, mấy con chút nè. Chạy đây 50. Ừ. À, 50 bao. Khúc này 50 à. Cái này mới rồi. Mấy người? 5 người. Hai bạn. Hay đi qua khảo sát đang về nấu không? Khảo sát đang về nấu cơm. Thấy tụng này làm ngoài làm ngay tụng. Làm ngoài làm ngay nữa, còn bún đi. Đổ lại đi. Bún đi. Đổ lại đi. Đổ lại đi. Tùng ơi, mấy con cù ly chính vậy hả? Ở hỏi chính vậy hả Tùng? Cái thùng này của tôi nha. Tùng làm gì? Rồi hai chú là cầm máy trong mộ, chú có là từ thiện nha cả nhà. Không có chú. Khách vô tư tứ phòng cái rồi. Khách vô tư tứ phòng cái rồi. Không. Quay qua. Trời ơi, 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 trời hai tỷ mời mua miếng đất này nè, làm luôn cái lộ. Thôi hồi nãy xe quay lại chúng cái cửa anh cự ra cự nó chứ. Quên. Gì vậy? Nãy gì vậy ra cự cái xe bên lưng. Có tay. Có quay xe không à? Mà họ cho không hỏi. Trời ơi. Làm gì đâu mà quá trời quá đất không biết. Người ta làm từ sáng giờ còn tú đợi bằng gì lại chở với tôi đây.
bóp dẹp luôn. Biết bóp dẹp không? Này chắc cỡ 50 bao thôi được. 60. Làm có chút xíu rồi thôi, nhưng mà nghe nhợi. Rồi là dở hết. Bên này thì chắc đã đỡ một chút. Lỗ chứ được đi theo vô ruộng và con thì đi vô ruộng thăm lúa thăm vườn thăm dãy đồ nhà cũng ủng hộ nói nhờ cảm nhớ ủng hộ mình tin mình chia sẻ cho mình nó biết tên mình cảm ơn nhiều tiếp tục mình đi có hành trình đó có no động lực mình đi theo mấy anh em từ thiện quay clip cho cả nhà xem. Tôi đợi quá rồi, sáng giờ sao lại nó chảy vậy hả? Sáng giờ bắt nữ cho con bú không nội ơi. Trời ơi, cho con bú. Tự giờ làm trẻ mà có làm nhiều quá phải không? Hôm nay mà thợ nấu nãy cho mấy anh em thợ hồ à. Thủ hả? Tương chứ không có thủ. Mẹ, tối nay mà mấy ông ngủ yên tôi giết tôi. Ừ. Thầy thủ luôn, thủ bữa. Đi nó nặng quá không? Sao mấy quê mấy ông đi từ thiện bằng từ thiện mấy ông khác tẩu chứ không lẽ mấy ông ăn gì? Thật mình đứng trước ghê thật chứ. Bởi vì đang nghĩ ăn rồi nè. Không? Thiệt. Rồi nhớ nghe. Ăn thiệt. Dùng đâu? Về rồi. Về rồi. Đi. Còn chém được không? Chém không? Rồi vô ngồi đi. Không lấy chén thì lấy chén thêm vớt tương nha, hay không nào vớt tương nha chứ hả? Dễ là chạy, dễ là vớt đi. Trời ơi, có dễ sẵn luôn nước tương để sẵn luôn mà không vớt không được chứ. Vớt rồi cái chén chấm mới đã. Rồi tôi phỏng cho đi ngồi đi chứ. Không. Rồi hôm nay sao không ngồi? Không chịu ăn thì múc bánh cây dừa đưa cho đi. Ờ. Ừ. Ủa nãy nhiều lắm mà sao cái này bắt tiêu chân hả? Đây thấy rồi. Thôi chỉ đi thấy rồi. Hồi nãy đông lắm rồi, dân số này sao thu yêu hả? Rồi dân vợ chưa nổi gì, dân con với gia đình không hả? Mày hết hả, trong hang hay gì? Ủa, này hay luôn nha. Không được. Khanh luôn. Đây, bà thầy nấu đó nè. Không, tự nhiên muốn đi ra. Ờ không xuống ăn cơm không? Điện cho cái giỡn rồi rồi. Rồi con luôn á, qua không dành ăn nha. Không làm đâu. Ơi. Ông này nó làm nó ăn hồi hồi nữa ai ăn gọi nó hưởng sao nó ăn bát không à. Có nhiều lợi suất hết á, gọi ông này sao không gọi cho bạn ngồi. Quay cây đủ kìa, không có cái nào không ấy mà có trái kìa. Cái này nghĩ ra lao dùng cơm. Trăm ngày tôi được làm luôn đi. Có mày tiếp tục. Ăn không tương chơi tương đó. Trời ơi bữa nay tương mà cũng chơi đó, không bữa nay cái phải ăn mà chơi đó chứ. Tôi
thương mà bị nhiễm mỡ là lý do sao? Ai cũng mua không là con lại đây đánh tiền nè. Thầy cãi rồi là nhiễm dầu. À, ta nấu nồi cơm nhiều đó mấy ông, phải giải quyết cho hết cái nồi cơm đó nha. Mọi này mà không nó chơi nó uống rồi ăn mọi gì nè. Mọi gì mà nó không nó chơi không biết đồ ăn mọi gì nó không biết nữa. Trời ơi. Biết nữa hay sao á? Đồ ăn này hả? Quay nó thấy quay nữa nó ở bữa nay làm việc gì có rồi không phải gọi cho này có này làm gì gì có chuyện ở đâu rồi không có đầy đủ gì? Cái này công trình này chắc này tới giờ nghỉ chưa rồi vô rồi ăn cơm rồi nghỉ giải lao chứ rồi hồi hội mới tiếp tục chứ ở đâu ngon nào đâu ăn uống xong rồi ăn uống cà phê cũng xong luôn giờ tiếp tục. Này, mấy anh em tiếp tục ra này, đổ ngọn thành long ngang quán cà phê có anh bắp á nhà xem ở ngọn ngang cho bà con đi ruộng đồ nó sạch sẽ. Ngọn thành long có cái đất cậu xong đấy mình quay cái nhà coi rồi đó nhà quán cà phê quán bắp đó cái đi bớt rồi cái này 60 bao đó hả Tùng 60 bao đó hả 60 bao xi măng chắc chưa đủ đâu vậy không đủ thì thêm lại khúc này nhỏ hơn khúc đẳng với lại khúc này cán hơi mỏng hơn đây hành trình mình nói đây giờ lại đây đổ lại đây đó thì hai người vắt đá hai người vắt cát người vắt xi măng lụm ăn cơm rồi đi nghỉ giải lao rồi đi cầu hết trơn rồi ăn cơm rồi đi cầu rồi ở như cả nhà xem như cũng được cả nhà bữa nào đổ tiếp tục khúc đẳng nữa mình mới tiếp cho cả nhà xem tạm biệt cả nhà ủng hộ mình nha đó, đường lộ công cộng có bà con mình đi vô ruộng nhân cầu có qua anh Tùng ăn quán cà phê quán nhậu của anh Bắp đó à. Thành long.